Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Video, let's go. Rồi, mình sẽ chỉnh cho cân một chút. Ok. Chú gì đã báo cáp rồi. Let's go. Oh my god, wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Vì sao ăn 3D. Let's go. Rồi mình sẽ vào Rambo. Wow, một map hoàn toàn mới, mình chưa bắn map này bao giờ. Ok, một skin. Wow, mình đi chầu Diêm Vương rồi. Oh my god.
với nhau thôi. Oh my god. Súng bây giờ rất là ngon luôn, bắn vài phát là chết rồi. Ok, thắng rồi. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Miliworks. Đây là một tựa game sinh tồn 2D. Rất là hay và hot. Và rất là nhiều các bạn trẻ chơi tựa game này nhá. Start game. Ok, ở đây thì các bạn có thể gọi là đi chơi online cùng với các bạn khác, và hoặc các bạn có thể tạo cho mình một khu riêng biệt. Rồi, ở đây thì các bạn có thể chặt những tấm gỗ. Ok, mình sẽ chặt gỗ này. Khi đó thì các bạn sẽ phải lắp cho mình lắp vào nhân vật. Lắp vào đi, Equis. Ok. Khi các bạn đào đủ gỗ, sau đó thì các bạn sẽ tìm một cái chỗ nào thật là đẹp, sau đó thì các bạn sẽ xây nhà. Và các bạn có thể chế tạo đồ. Rồi, tiếp tục. Đây là một tấm gỗ cây khô. Rồi, let's go.
khi trời chuẩn bị tối thì các bạn chưa xây được chỗ cái giường, các bạn có thể tìm chỗ nào đẹp, ví dụ như những cái khu như này, lên trên này một chút. Ở đây thì có cả lợn, cho nên các bạn có thể dùng lấy thức ăn. Mình sẽ cắm vào đây cho sáng lên một chút nào. Ok. Sau đó các bạn hãy đi đào tiếp, đào cho đủ gỗ. Đó, cách chơi sinh tồn rất đơn giản thôi. Sau đó chế đồ. Crush. Một cái hai cái là 2/3 cái này với lại cái này thì tạo ra cái này. Ok, rồi cách chơi rất đơn giản. Và bây giờ mình sẽ thử giết một con cừu xem. Con cừu này đang mắc kẹt rồi. Tiêu diệt nó thôi. Ok, đã rơi miếng thịt. Sau đó thì mình sẽ đặt lên. Ở tựa game này đầu tiên vào thì nó sẽ cho những các bạn 3 miếng thịt và những cái để các bạn làm. Và khi các bạn làm xong rồi thì các bạn lại chế thêm hay gì đó. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Terra Arena Single Player Play. Let's go. Đây cũng là một tựa game sinh tồn, nhưng mà tựa game sinh tồn 2D này thì nó xấu hơn một chút. Hai lấm đây, lấm hái ở đây, gạch ở dưới đây, cuốc luôn. Tiêu diệt con này. Đánh rất là đông rồi. Ok, ví dụ các bạn hết máu, các bạn có thể ấn vào đây. Ăn máu này, ăn thịt, hoặc gì đó. Rồi mình sẽ xây nhà, thử xây nhà xem. Xây cái này xem. Cầm người đánh rồi. Chờ chút. Rất là đông yêu quái.
tụi em sinh tồn này nó hơi rắc rối một chút. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Lostcast. Let's go. Skip. Lostcast này thì tựa game này nó sẽ dạy các bạn từng ly từng tí, thì lúc đó các bạn sẽ dễ chơi hơn. Và đây là một tựa game khá là đẹp. Tựa game rồi, tựa game Lego khá là đẹp. Let's go. Ok, tôi sẽ dạy cho các bạn xây nhà đầu tiên như thế nào. Ấn dị vào đây, ấn dị vào thì các bạn sẽ lấy lại tầm gỗ đó. Rồi, tiếng này gần. Đấy, đã xây hoàn chỉnh cho các bạn một căn nhà ở bên trong đây. Các bạn có thể xây thêm. Xây thật là to luôn. Các bạn có thể xây hết khoảng vườn này. Và các bạn xây chỗ này để các bạn đứng lên và xây cao lên. Ok. Mình sẽ lấy lại tấm này. Theo mình lên xây thêm cao thêm một bậc nữa. Đây, mình sẽ đặt cái móng này ở đây. Các bạn có thể xây theo tựa game, hoặc các bạn có thể xây tự ý theo các bạn, mà các bạn không cần phải làm nhiệm vụ cũng được. Đây là cách dạy các bạn xây một ngôi nhà như bên kia sao. Chuẩn luôn rồi. Let's go, let's go.
Wow, xây đúng như nhà bên kia. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái kênh tiếp theo. Mình đi cast. Từ game này các bạn có thể vào trong map của những anh chàng khác, hoặc các bạn có thể tạo riêng map cho mình. Thì các bạn có thể tạo riêng map, ra tạo ra một server mới, hoặc các bạn có thể vào map riêng. Nó rất là nhiều map thôi. Rồi mình sẽ vừa vào cái map mà mình vừa mới tạo vừa nãy. Oh man, đang là buổi tối rồi. Và ở đây thì đang có rất nhiều zombie. Rồi, mình sẽ phải đập cây. Từ đã, chạy đã. Rất nhiều zombie luôn. Chạy sang bên kia xem thế nào. Wow. Oh my gosh. Riêng buổi tối thì có rất nhiều các con vật. Nó sẽ ra nó ăn thịt các bạn. Rồi nên cùng lắm các bạn phải đi nhảy lên trên cao thì sẽ không bị nó làm gì. Và đến khi trời sáng thì các bạn sẽ làm việc khác. Rồi, mình sẽ chặt những cái tấm gỗ này xem. Wow, có một con vật đang ở gần đây. Wow, zombie. Hãy nhảy lên trên. Rồi, rồi, đánh các bạn rồi. Oh my gosh. Khi trời sáng thì các bạn sẽ không sợ gì. Trời sáng thì các bạn sẽ làm việc. Và lúc đó các bạn sẽ phải xây một ngôi nhà và chế một cái giường. Để làm sao để cho tránh nó sẽ lao vào đến các bạn. Đây là một con yêu quái khác. Chạy thôi. Đây là một con quái vật gì đây? Cua hay nhện? Nhện. Đây là một tựa game sinh tồn khá là hay và hấp dẫn các bạn nhé. Rất nhiều bạn trẻ chơi tựa game này. Chạy nào. Chạy thôi. Let's go. Các bạn có thể đặt cho thời gian gọi là đêm ít hơn ban ngày cũng được. Hoặc các bạn có thể đặt cho các bạn cày cuốc nhanh hơn. Nhân mấy lần. Do các bạn đã hết. Nhưng mà theo mình thì cứ để đọc ban hơn. Như thế thì tạo cảm giác cho các bạn chơi nó thích hơn. Các bạn đánh theo kiểu gọi là chế độ dễ quá. Mình đã mất đồ rồi. Đây, đây là con gì đây? Con nhện này. Nhện zombie. Rất là nhiều những con vật khác nhau. Mình chưa kịp chế đồ để đánh nhau thì nó đã giết mình rồi. Oh my gosh. Bây giờ chỉ có cách là trèo lên trên cao thôi. Và đợi trời sáng. Oh man, mình sẽ trèo lên cao. Sau đó thì sẽ đợi trời sáng. Nên hẳn trên bậc ở đây thì sẽ không bị nó le nữa. Wow, nó xin nhảy hẳn lên trên này cơ. Yeah. Lại chạy xuống dưới. Đêm hôm mà cứ phải chạy liên tục. Không có cách nào để chế đồ. Wow. Ở kia có một cái núi nữa. Mình cứ chạy đến nó xem thế nào. Thôi lên trên này đi. Lên trên này chắc an toàn rồi. Đó, các bạn phải đợi trời sáng sau đó mới làm việc được. Ok. Rồi, và mình xin chuyển tiếp sang cái tiếp theo.
Milikas. Let's go. Bốn một, bốn hai, bốn ba, bốn bốn. Để xem là 1-3 xem là cái gì. Ồ, 1-3 là cách chơi giống Ninja Assassin. Yeah. Ok. Một hai. Là một trò gọi là sinh tồn. Hay cái này là chỉ cho các bạn nhìn thôi nhỉ. Cây cối thì mình chẳng thấy có. Mình sẽ thử nhặt cái này lên xem. À được. Cái này chỉ là để bạn xóa đi và tạo dựng thôi, chứ không được nhặt được một cái gì cả. Các bạn có thể tạo thành đường hầm. Tạo một cái đường hầm bé bé cho các bạn xem. Đây là một cánh cửa đi. Ok, tiếp tục. Này không đập nữa mà là cái này là lấy đi đó. Các bạn có thể tạo nhiều khung nhà khác nhau ở trên, coi như trên là một đất liền nhưng lại là một cái mái để cho các bạn ở dưới này. Đó, ok, tiếp tục nào. Đây, giả sử đây là một căn phòng, giả sử thôi. Sau đó thì các bạn sẽ tạo một bậc thang lên. Đó, ok. Mình sẽ tạo cho cái này giống nhau, đều nhau như thế nào. Bởi vì nãy mình làm mất rồi, cho nên bây giờ mình phải cho đều. Đó, để tạo một không gian nhà. Đường đây. Đó, xong rồi vào trong ngôi nhà. Sau rồi các bạn lại tạo rộng ra tiếp. Rộng có thể ở bên đường này. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Let's go. Như đây cũng là một tựa game sinh tồn. Đánh nhau cơ. Không biết là gì đây. Ok. Udon. Udon. Rồi, các bạn bây giờ đi chặt gỗ.
một khung cảnh khá là đẹp. Nếu mà các bạn xây một căn nhà to ở dưới đây thì quá là đẹp luôn. Hoặc các bạn có thể, sở thích của các bạn có thể lên trên đồi xây, thì các bạn có thể nhảy lên trên đồi. Mình sẽ lên trên đồi xem nó có đẹp không. Trên đồi này thì bé quá, bắt buộc các bạn phải xây ở dưới. Xây ở dưới thì đẹp nhất. Các bạn có thể xây to bao nhiêu tùy ý các bạn. Tấm gỗ này to rồi. Rồi, crush. Loại này có thể chế ra 4 loại gỗ. Các bạn có thể ra đây xây tạm một chỗ nào đấy nè. Đây, mình sẽ xây tạm những cái tấm gỗ này đi. Các bạn có thể trồng lên. Đó là một tựa game sinh tồn. Nhưng mà tựa game sinh tồn này thì các bạn sẽ không chết, các bạn chỉ có xây nhà. Đây là một tựa game chủ yếu là xây nhà thôi. Và các bạn sẽ xây trong một ngôi nhà đẹp. Chứ đây, ở đây thì mình nghĩ không có con vật nào. Và các bạn cũng không bị chết đói gì cả. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.